Rồi, xin chào cả nhà mình nha. Sáng nay Toàn tiếp tục giao lưu cho anh em mình một cái combo sâm hương hàng chân rễ nha anh em ha. Đây, cái combo này gồm có tổng là gồm có chỉ có 5 cây thôi. Một combo toàn bộ đều là hàng chân rễ như thế này. Này cả nhà ha. Thì combo 5 cây, 1 2 3 4 5, 5 cây thì Toàn xin phép báo giá cho anh em mình là 350. Toàn bao xíu xíu có toàn quốc cho anh em mình luôn nha. 5 cây 350, bao xíu xíu có toàn quốc cho anh em mình luôn. Tặng cho anh em mình một mớ những cành dâm này, 1 cây, 2 này, 3 này, toàn bộ đều những cành dâm cành lớn không ạ. 4 này, 5 này, 6 này, 7 này, 8 này, 9 này, 10 này. Đó, mua của Toàn là mua một lần duy nhất là anh em mình có giống quanh năm luôn, vừa bán vừa tặng nha anh em ha. Đó là 10 cành sâm hương giống như này, anh em mình về chúng ta có thể dâm cành, chúng ta tạo tác, chúng ta chơi, không cần phải mua thêm nữa nha cả nhà ha. Thì đây nó dễ sống lắm, chúng ta chỉ dâm vào một cái thùng xốp, chúng ta đổ cát, sau đó tôi lấy bị bong bóng ta chùm kín cái mặt thùng xốp phía trên lại là 15-20 ngày sau nó sẽ ra rễ. Đó, lúc chúng ta sẽ xếp đế, xếp rễ, chúng ta làm ok thôi. Đó. Thì Toàn sẽ tặng cho anh em mình 10 cành như thế này nha. Nếu anh em mình mua combo này, Toàn sẽ tặng 10 cành như này. Rồi, Toàn sẽ cho anh em mình xem là từng cây của combo này nha. Đây, cây số 1. Cây số 1 là một cây như thế này, cái chân rễ nó như thế này. Đó, anh em mình nhìn kỹ cái chân rễ nha, nhìn kỹ chân rễ trước nha. Đó, chân rễ như thế này nha. Về anh em mình có thể trồng ven nhân như thế này, hoặc là chúng ta sẽ cho ôm đá, ôm cục đá nha anh em ha. Cái rễ này là Toàn có cột, có cọng kẽm, bo tròn này anh em thấy không? Vì anh em mình tháo kẽm này chúng ta cho gắn đá vào. Còn nếu anh em mình không gắn đá thì anh em mình chơi ven nhân thì để im cọng kẽm như thế này, chúng ta chỉ cần trồng sâu xuống một đoạn như thế này thì chúng ta sẽ có một cây ven nhân rồi. Đó, tại trên thân này nó có co lách này. Anh em mình thấy cái co lách của nó. Đó, Toàn quay xe cho anh em mình xem cái co lách của cây nó này. Đó, cây số 1 này. Rồi, cây số 1 này cả nhà ha. Cây số 1 nha. Combo này 5 cây này, cây số 1 này. Đó. Kích thước của nó thì anh em mình nhìn này, kích thước nó to ngang ngón tay cái. Kích thước to ngang ngón tay cái nha. Anh em thấy không? Còn chiều cao từ chiều cao của bộ rễ này, chiều cao bộ rễ cây số 1 này khoảng 15 cm. Đó, còn ngay chỗ cái thân bắt đầu từ co lách lên chỗ đây thì nó tầm khoảng 20 cm, Toàn để lại cao 20 cm để gì anh em mình xử lý thêm. Anh em có thể cắt ngắn ở đây, chúng ta làm ngắn ở đây. Chơi trong rễ, bẻ một cành lót ở đây, một cành lót gì đây nuôi cái ngọn là xong. Còn không anh em mình cứ để cao này, thì anh em mình có mỗi anh em có mỗi cái tạo tác cho nên Toàn để lại. Đây cây số 1 nha. Rồi, Toàn lên cây số 2. Cây số 2 là một cây như thế này. Cái bộ rễ nó đây. Đây, quay cho anh em mình xem cái bộ rễ trước nha. Đó, bộ rễ nó rất là đẹp nè. Ta chơi ven nhân. Đó, co lách như thế này. Bộ rễ như thế này. Anh em thấy cái co lách chưa? Đó, bộ rễ nó như thế này nha. Về chúng ta có thể ôm đá hoặc là chúng ta để im thì chúng ta chơi ven nhân. Chỗ này thân lên nó có co lách tự nhiên nha. Cái thân này thân co lách tự nhiên không có đi kẽm nha anh em ha. Đó, Toàn trồng vào bầu và nó chúng ta Toàn cố tình Toàn trồng bỏ sạn vào. Thứ hai nữa là Toàn trồng chục cây vô một bầu, khi nó lớn lên cái cây nào mạnh nó sẽ lớn lên, nó tự lương liệu trong cái đám cây nó lớn lên thì sẽ có một cây nhỏ cây lớn. Khi Toàn trồng nguyên một bầu như vậy thì nó sẽ có vài cây lớn và vài cây nhỏ như này. Cho nên mỗi lần đào một cái viên bầu lên nó là bao nhiêu cây. Một bầu Toàn trồng ví dụ như 10 cây nó sống được 5 cây đi. Thì cây nào nó mạnh thì nó sẽ to, cây nào nó yếu nó sẽ nhỏ. Thì Toàn đào bầu lên vậy Toàn bán nguyên combo luôn là bao nhiêu cây. Hôm trước Toàn có bán mấy combo là đào lên bầu sống 7 cây cũng có, 8 cây cũng có. Mà bầu này sáng nay đào thì chỉ được có 5 cây thôi. Cây số 2 nè. Co lách rất đẹp anh em ha. Đó, co lách luôn, co lách cả cái thân luôn. Đó, cả bộ rễ luôn. Đó, kích thước của nó này. Kích thước nó nha anh em ha. Đó. Trên thân, thân ngang ngón tay cái luôn. Đó, đều rất là đẹp nha. Đó, bộ rễ cao 20 cm, thân ở trên này Toàn giữ lại cao hơn 25 cm. Tổng thể này, cây số 2. Đó, cây số 2 nha cả nhà. Đó, chúng ta được hai cây lớn rồi đó. Cây số 3 nhỏ dòng nha cả nhà ha. Cây số 3 là một cây chân rễ hơi tông cao như thế này. Cái này về chúng ta chơi ban nhân rễ tông cao, cái rễ này nó cao hơn 20 cm. Tầm 25 cm. Còn cái ngọn ở trên thì chúng ta về tạo tác thêm. Kích thước của cây thứ ba này thì nó như ngón tay
nhỏ gần ngang ngón tay trỏ một xíu. Đó, cây số 3 tổng quay bộ rễ cho anh em mình xem nha. Tông cao bên nhân. Đó, rồi, 3 cây. Rồi hai cây còn lại là hai cây này còn nhỏ. Đó. Hai cây này nhỏ, anh em về làm siêu mini hoặc là chúng ta có thể dâm xuống, chúng ta làm lại cái bộ rễ, chúng ta nuôi cao lên, chúng ta sơn, chúng ta ép đá nha cả nhà ha. Hai cây này thì toàn không quay lắm. Đó, tổng là 1 này, 2 này, 3 cây này nha, 4 cây này. Cây này co lắc rất là duyên nha. 4 cây nha cả nhà ha. Rồi 5 cây. Rồi anh em nào chốt 5 cây này 350.000 toàn bao ship nha. Bao ship ship cuối toàn quốc cho anh em mình luôn, tặng cho anh em mình 10 cành dâm như thế này. Đó, tổng combo như này 350. Bao ship ship cuối toàn quốc nha. Anh em nào chốt thì inbox toàn nha. Toàn có để số điện thoại và cái số Zalo trên cái phần tiêu đề hoặc là phần mô tả đó. Anh em mình gọi trực tiếp cho toàn hoặc là add Zalo để xem cây nha. Và bây giờ toàn sẽ xuống video để toàn thay keo hết tất cả các đầu cắt nha. Thay keo và toàn sẽ ủ mát. Ủ vào. Thì toàn thường là toàn quay toàn bán liền nè. Trong vòng ngày chiều nay anh em mình không mua thì toàn sẽ trồng. Chứ toàn không bán nữa nha, tại vì phôi chúng ta không nên để lâu, để lâu mà gói bán cho anh em thì kỳ quá đó nha. Toàn chỉ bây giờ toàn quay toàn up lên, trong từ giờ tới tối nay là không bán thì ngày mai toàn trồng. Tại sâm hương nó rất là mạnh, để ngày mai cũng được không sao cả, có khi để cả tuần cũng không sao cả, nhưng mà mình trồng càng sớm thì càng tốt thôi anh em ha. Còn bán cho anh em như này toàn cam kết chúng ta là anh em mình trồng rồi về sống hết, không có gì sợ chết nha. Lúc toàn gói hàng toàn cũng ẩm, giá gạch tông ướt hết toàn gửi đi và bỏ trong một cái bị kín. Thôi toàn xin phép xuống video nha, chào tạm biệt cả nhà mình nha.